Hello cả nhà, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cường Family. Hôm nay nhà mình nấu canh khổ qua hầm nhé. Xin mời các bạn, nhanh gọn lẹ. Phần phần ăn cho ba người có sẵn luôn. Mình như nó ngược rồi. Khổ qua dồn chả cá lót tem mát, nhanh gọn lẹ luôn. Bây giờ mình đục bếp đây. Nghe nè, để nắp lại thôi. Khui sản phẩm. Xin nói sơ với các bạn là đây là một phần khổ qua dùng cá thắt lát đã được làm sẵn tại siêu thị Lotte Mart. Thì một phần như thế này là khoảng 45.000. Thì khi các bạn coi cái phần này bên trong á, thì sẽ có khổ qua cá thắt lát được làm sẵn kèm với hành, ớt và rau thơm để mà cho mình về mình chỉ việc cái này là chả cá nhồi với thịt rồi nè. Đun nước sôi lên và mình cho vào mình làm. Phù hợp cho những bạn bận rộn. Phù hợp cho các bạn bận rộn mình nấu về đó là nhanh. Phần ăn này cho phần ăn này cho 3 người. Thì cái này gồm có 6 miếng các bạn nha. Dạ, phần ăn này có 6 miếng. À, có hành nè, có ngò nè, có một cái ớt xinh xinh. Rồi bây giờ mình chỉ việc nấu rất là nhanh. Dạ, nước sôi là mình cho vào nêm nếm. À, mình đã có món canh chả cá thác lát nấu khổ qua. Ôi sôi quá rồi các bạn ơi, một món canh các bạn nấu rất là nhanh dành cho những người bận rộn giống như gia đình mình đây. Cái này các bạn chỉ cần đi siêu thị xong rồi mình mua về mình nấu phải nó nhanh giờ. Và mình sẽ ướp thêm một tí. Dạ. Đây, món canh của em đang sôi ùng rồi. Nhưng mà em chưa có nêm gia vị đâu. Em chờ khi nào chín xong rồi em mới nêm. Vì khi mình em theo em nghĩ á, nếu mà mình nêm gia vị xong mình nấu ở trên cái nhiệt độ cao thế này nè, em sợ nó sẽ không tốt. Ví dụ như muối hay gì nó sẽ bay đi, cho nên em chờ gần ăn rồi em mới nêm gia vị. Bây giờ nồi canh khổ qua của em đã mềm rồi đó. Nấu xong rồi thịt cá nó đầy quá, nó tràn ra ngoài rồi nè. Bây giờ nó đã mềm rồi, mềm lắm rồi. Giờ em sẽ cho hành ngò lên hạt nêm. Khi nào mình ăn thì mình cho ra thôi. Nêm. Rồi, xong món canh khổ qua hồng cho buổi chiều hôm nay. Rồi, tắt bếp. Cho một xíu hạt nêm. Hành ngò. Nồi canh cá khổ qua thác lát dùng thịt. Rồi xong rồi. Cho một cái thanh heo đi anh Điêu. Được rồi, đây. Cảm ơn bà xã nha, món đầu tiên. Món đầu tiên của chiều này. Thứ hai.